Nhắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có lẽ điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí mọi người hẳn là những chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn do ông khởi xướng từ năm 2013 cho đến nay. Thậm chí dư luận của nước ta còn đặt cho những chiến dịch này một biệt danh rất kêu là các chiến dịch đốt lò. Cái lò nó đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Các chiến dịch này đã lật tẩy hàng loạt đại án tham nhũng, đưa vô số cán bộ quan chức ra vành móng ngựa. Nhiều người đánh giá đây là những nỗ lực rất đáng trân trọng của Đảng và nhà nước ta trong công cuộc diệt trừ tham nhũng nói riêng và củng cố lòng tin của nhân dân. Vào ngày 19 tháng 7 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần trong sự tiếc thương của Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước. Để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư và tri ân những đóng góp to lớn của ông trong công cuộc chống tham nhũng, hãy cùng Spider Room chúng mình điểm lại một vài chiến dịch đốt lò tiêu biểu nhất trong những năm qua nhé. Để hiểu lý do đằng sau sự quyết liệt trong công cuộc phòng chống và tiêu trừ nạn tham nhũng, chúng ta phải hiểu đôi chút về con người của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói, ông Nguyễn Phú Trọng đích thực là một học trò xứng đáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gia đình, bạn bè cũng như các đồng chí cán bộ đều nhận xét ông luôn dằn mình, rũa sáng bốn đức, cần kiệm liêm chính. Giáo sư Hà Minh Đức, thầy giáo chủ nhiệm khoa ngữ văn khóa thứ 8 trường Đại học Tổng hợp Hà Nội của ông cũng nhận xét rằng anh Trọng là một người hết sức khiêm tốn, tình nghĩa, thân thiết với bạn bè, không che khuất ai, kể cả khi chụp ảnh. Đức tính ấy từ ngày sinh viên đến khi là Tổng Bí thư cũng không hề thay đổi. Nhà báo Đỗ Phú Thọ, nguyên phó tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân có kể về một số kỷ niệm khi làm phóng viên Tháp Tùng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhiều chuyến đi công tác bằng phương tiện công cộng, thường đến thẳng những nơi khó khăn nhất, ăn cơm thường do văn phòng chuẩn bị, thường ngồi chung với anh em báo chí. Trong cuộc sống hàng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng luôn sống giản dị. Ông vẫn ở nhà công vụ số 5 phố Thiền Quang, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngoài những dịp thực hiện nghi lễ cần phải mặc vest, còn lại ông thường mặc những bộ quần áo giản dị, có những chiếc áo cũ đến sờn vai. Có lẽ chính vì lối sống giản dị và cần kiệm như vậy, cho nên thật dễ để hiểu được những trăn trở của ông trước tình trạng tha hóa, biến chất của cán bộ, trước sự hoành hành của những nạn tham nhũng, tiêu cực. Không ai quên giọt nước mắt của người lãnh đạo cao nhất của Đảng đã rơi trước ống kính truyền hình trong phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa thứ 11 ngày 15 tháng 10 năm 2012. Bộ Chính trị Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương về những yếu kém tồn tại trong công tác xây dựng Đảng. Những suy thoái tiêu cực trong đội ngũ cán bộ đảng viên như nghị quyết Trung ương 4 đã nêu. Đó hẳn là lý do mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cả đời mình cho công cuộc tiêu trừ tham nhũng và cũng là lý do ông kiên quyết thực hiện hàng loạt chiến dịch quy mô lớn, khui ra vô số đại án và xử lý nghiêm những người liên quan. Nhắc đến quyết tâm chống tham nhũng của ông, có lẽ không ai quên được câu nói bất hủ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại, những ai có tư tưởng ấy thì hãy đứng sang một bên để người khác làm. Tất cả chúng ta, nhất là những người trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ, phải có ý chí quyết tâm cao, có tấm lòng trong sáng, có con mắt tinh đời, đừng nhìn gà hóa cuốc, đừng thấy đỏ tưởng là chín. Hàng loạt chiến dịch phòng chống tham nhũng trong suốt nhiệm kỳ Tổng Bí thư của ông là minh chứng rõ nhất cho quyết tâm ấy. Và sau đây sẽ là một số đại án tiêu biểu nhất bị xử lý trong hàng loạt chiến dịch đốt lò đó. Vụ án Vinasin. Vụ án Vinasin là một trong các vụ án kinh tế lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, liên quan đến số tiền thất thoát khổng lồ. Một loạt các quan chức của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinasin bị đưa ra xét xử với tội danh cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo được đưa ra xét xử bao gồm Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinasin, Trần Quang Vũ, nguyên Tổng Giám đốc Vinasin, Trần Văn Liêm, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn, Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Tàu thủy Hoàng Anh. Các bị cáo khác nguyên là các cán bộ ở Vinasin gồm có Nguyễn Tuấn Dương, Tô Nghiêm, Trịnh Thị Hậu, Hoàng Gia Hiệp, Đỗ Đình Côn. Hai bị cáo bỏ trốn là Hồ Ngọc Tùng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Công nghiệp Tàu thủy và Giang Kim Đạt, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Vận tải Viễn Dương Vinasin.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, Phạm Thanh Bình cùng các đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, qua đó đã cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế trong lĩnh vực đầu tư, quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước ở nhiều dự án với tổng thiệt hại trên 910 tỷ đồng. Các dự án có thể kể ra đó là dự án đầu tư tàu Bình Định Star gây thiệt hại khoảng 30,4 tỷ đồng, dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện sông Hồng gây thiệt hại tổng cộng hơn 316,5 tỷ đồng, dự án mua tàu Hoa Sen gây thiệt hại lên tới 469,5 tỷ đồng, dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện diesel Cái Lân gây thiệt hại 66,5 tỷ đồng, việc bán vỏ tàu Bạch Đằng Giang gây thiệt hại hơn 27,3 tỷ đồng. Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 3 năm 2012, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã đưa ra xét xử theo trình tự sơ thẩm vụ án. Hội đồng xét xử nhận định rằng hành vi vi phạm của các bị cáo rất nguy hiểm, diễn ra ở nhiều địa phương, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư. Với việc bị tuyên phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quy định kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ông Bình phải chịu án 20 năm tù, những người còn lại nhận án từ 3 cho đến 19 năm. Ngoài ra, các bị cáo cũng phải bồi thường hơn 1.000 tỷ đồng, riêng ông Bình thì phải thi hành án hơn 500 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay chỉ mới thu hồi được một phần rất nhỏ số tiền đã thất thoát. Vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh. Một trong những đại án tham nhũng nổi tiếng nhất trong nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là những vụ việc liên quan tới Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng các đồng phạm tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Trong đó riêng Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, có liên quan tới nhiều vụ án đều diễn ra ở PVN và các công ty con, gây thất thoát tổng cộng lên tới 2.000 tỷ đồng. Cụ thể hơn, những sai phạm của ông Đinh La Thăng xảy ra khi đương chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải từ giai đoạn tháng 8 năm 2011 đến tháng 2 năm 2016. Theo báo cáo, dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, ứng ngân sách nhà nước hơn 9.800 tỷ đồng để triển khai, nên việc bán quyền thu phí là bán tài sản của nhà nước. Với vai trò Bộ trưởng là người đứng đầu được giao quản lý tài sản, ông Thăng đã ký văn bản đề nghị tìm kiếm đối tác để bán quyền thu phí. Cáo trạng xác định, ông Thăng nắm rõ các quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước và chuyển giao quyền thu phí, nhận thức rõ đây là tài sản đặc thù, có giá trị đặc biệt lớn. Tuy nhiên, ông Thăng đã làm trái với quy định của nhà nước. Đến cuối tháng 12 năm 2013, công ty Yên Khánh do Đinh Ngọc Hệ thành lập được công bố trúng thầu mua quyền thu phí cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương 5 năm với giá 2.004 tỷ đồng. Sau khi trúng đấu giá quyền thu phí, Hệ có nhiều hành vi cắt giảm, che giấu doanh thu nhằm chiếm đoạt, gây thất thoát hơn 725 tỷ đồng. Vụ án thứ hai liên quan đến sai phạm khi Đinh La Thăng giữ chức chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ở vụ án này, Đinh La Thăng bị cáo buộc chỉ đạo cho nhà thầu của Trịnh Xuân Thanh không có năng lực thực hiện dự án ethanol Phú Thọ. Mặc dù biết PVC chưa từng thực hiện dự án nào về lĩnh vực ethanol, nhưng từ trước khi triển khai lựa chọn nhà thầu, với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị PVN, Đinh La Thăng đã chủ trì nhiều cuộc họp để định hướng việc giao thầu cho PVC theo như là đề nghị của bị can Trịnh Xuân Thanh. Cáo trạng xác định dự án ethanol Phú Thọ gây thiệt hại lên tới 543 tỷ đồng. Ngoài ra, sai phạm của ông Thăng còn được xác định trong vụ án PVN góp vốn vào Ocean Bank. Theo đó, ông Thăng bị cáo buộc ký kết thỏa thuận để PVN góp vốn vào Ocean Bank trái thẩm quyền, không đúng chức năng. Thỏa thuận này là tiền đề để đưa ra các nghị quyết góp vốn sau này. Hậu quả là PVN bị thất thoát số tiền lớn lên đến 800 tỷ đồng. Tổng hình phạt dành cho các bị cáo lần lượt là Đinh La Thăng nhận mức án 30 năm tù giam, Trịnh Xuân Thanh nhận án tù chung thân. Các bị cáo khác nhận mức án từ 36 tháng tù treo đến 6 năm 6 tháng tù giam. Đại án Đông Á Banh. Đại án Đông Á Banh là một loạt các sai phạm về lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Cổ phần Đông Á. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ năm 2007 đến năm 2014, Đông Á Banh đã giải ngân cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch An Phát, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Star Hair, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tràng An vay một số tiền lớn, số tiền thất thoát lên tới hàng trăm tỷ đồng và không có khả năng thu hồi. Đông Á Banh chi nhánh Hà Nội đã không đảm bảo thủ tục về thế chấp, đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định của pháp luật.
Đông Á Banh và công ty An Phát thực hiện việc công chứng hợp đồng để đăng ký giao dịch đảm bảo nhưng lại giải ngân trước khi thực hiện các thủ tục này. Cáo trạng xác định các cán bộ của Đông Á Banh chi nhánh Hà Nội và ban tổng giám đốc gồm Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến đã vi phạm về điều kiện cấp tín dụng cho công ty An Phát vay mà không có tài sản đảm bảo. Bên cạnh đó, số tiền giải ngân của các hợp đồng này không được sử dụng đúng mục đích. Phần lớn được dùng để trả gốc và trả lãi cho chính các khoản vay của công ty An Phát tại Đông Á Banh. Viện Kiểm soát xác định hành vi của ông Bình cùng đồng phạm đã khiến cho Đông Á Banh bị thiệt hại 184 tỷ đồng. Cáo trạng cũng xác định Trần Phương Bình đã giúp cho bà Mai nhiều lần vay tiền tại Đông Á Banh và trực tiếp phê duyệt gói tín dụng 500 tỷ đồng cho công ty An Phát. Ngoài ra, vào năm 2008, bà Mai còn ký khống hợp đồng thể hiện công ty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của Đông Á Banh. Thực tế không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân. Việc ký hợp đồng khống là để giúp cho Bình che giấu số vàng đã làm thất thoát của Đông Á Banh. Cuối cùng, sau nhiều phiên xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt ông Trần Phương Bình mức án 10 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và các hoạt động liên quan. Tổng hợp chung với hai án chung thân cho các vụ án khác, mức án mà ông Bình phải thi hành là chung thân. Cùng tội danh, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu phó tổng giám đốc Đông Á Banh nhận án 11 năm tù. Tổng hợp với hình phạt 30 năm tù trong vụ án đầu tiên, bà Xuyến bị phạt 30 năm tù, mức án tối đa của phạt tù có thời hạn. 8 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù treo đến 5 năm tù cùng tội danh trên. Vụ sai phạm Việt Á. Đại án Việt Á là một trong những sự điển hình về tham nhũng có hệ thống và được đánh giá là một trong những đại án lớn nhất Việt Nam. Cụ thể hơn, vụ sai phạm này đặc biệt nghiêm trọng về các tội, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Đây cũng là vụ án có mức độ liên quan rất rộng, từ công ty Việt Á, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC ở các tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế và các đơn vị địa phương liên quan. Tính đến tháng 5 năm 2023, đã có 30 vụ án liên quan tới 107 bị can tại 25 địa phương, đơn vị. Trong đó có 3 ủy viên Trung ương Đảng bị khởi tố, bắt tạm giam. Số tiền kê biên, phong tỏa của các bị can nộp để khắc phục hậu quả lên đến 1.670 tỷ đồng. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 18 tháng 12 năm 2021 khi ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc của công ty cổ phần Việt Á bị bắt để điều tra về hành vi nâng khống giá kit test COVID-19, chi tiền hối lộ cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh để bán kit với giá cao hơn so với giá sản xuất. Cùng bị tạm giam là Phạm Duy Tuyến, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, CDC Hải Dương. Cả hai cùng 5 bị can khác bị cáo buộc đã vi phạm luật đấu thầu gây thiệt hại tài sản của nhà nước, ước tính khoảng 30 tỷ đồng. Từ trước đó là vào tháng 4 năm 2020, Bộ Y tế Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đưa tin loại kit test trên đã được WHO chấp nhận và Bộ Y tế Anh cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu. Tuy nhiên thực tế thì WHO không chấp nhận loại kit này. Trên trang thông tin chính thức của Bộ Y tế và Chăm sóc Sức khỏe Anh, bộ xét nghiệm của Việt Á không có tên trong danh sách đạt chuẩn Anh và được phép lưu hành trên thị trường Anh. Cũng trong thời gian trên, Bộ Y tế Việt Nam với tư cách là bộ quản lý chuyên ngành đã cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á và gửi văn bản thông báo giá là 470.000 đồng trên một bộ kit tới các địa phương theo chỉ đạo của ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế. Mặc dù giá kit test chưa được hội đồng thẩm định thông qua, Bộ Khoa học và Công nghệ sau đó vào ngày 27 tháng 12 năm 2021 phát đi văn bản cho rằng thông tin sai sự thật về kit xét nghiệm của Việt Á là trên cơ sở tổng hợp nguồn tin từ các cơ quan báo chí chính thống. Thế nhưng chính bộ này trước đó đã gửi thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí khẳng định việc bộ kit test xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp nhận. Cùng ngày, tại hội nghị đoàn chủ tịch lần thứ 11, khóa thứ 9, nhiều ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề nghị làm rõ trách nhiệm của Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, khi có căn cứ xác định dấu hiệu vi phạm, Bộ Công an đã khởi tố 11 viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế. Ngoài ra, các viên chức của CDC Nghệ An, CDC Bình Dương và hàng loạt tỉnh khác cũng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
ngày 7 tháng 1 năm 2022, người phát ngôn của Bộ Công an là Trung tướng Tô Ân Sô cho biết 19 bị can đã bị khởi tố về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra đã kê biên 28 bất động sản, phong tỏa tài khoản hơn 320 tỷ đồng, 100.000 đô và tạm giữ số tiền 4,8 tỷ đồng do một số đối tượng có liên quan tự nguyện giao nộp. Tính đến đầu tháng 1 năm 2023, đã có ít nhất khoảng 100 người đã bị khởi tố do có liên quan đến vụ Việt Á. Trong số này, có 8 quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và hàng chục lãnh đạo, cán bộ CDC, Sở Y tế các tỉnh và thành phố. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, Hội đồng xét xử tuyên mức án cho 38 bị cáo trong đại án Việt Á, trong đó tòa tuyên án Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Việt Á 29 năm tù, Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Việt Á 15 năm tù. Với tội nhận hối lộ, tòa tuyên án Nguyễn Thành Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế 18 năm tù, Phạm Duy Tiến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương 13 năm tù, Trịnh Thanh Hùng, cựu Vụ Phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ 14 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận lần lượt 20 tháng tù treo cho đến 9 năm tù giam. Vụ án chuyến bay giải cứu. Bên cạnh đại án Việt Á, một đại án nữa cũng xảy ra trong thời gian Covid-19 là vụ án chuyến bay giải cứu. Đây là một loạt các vụ bê bối nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước khi đang có đại dịch. Các đơn vị có cán bộ bị tạm giam và khởi tố liên quan tới vụ bê bối này bao gồm Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Từ giữa cuối tháng 3 năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid lây lan, Việt Nam tạm ngừng các chuyến bay thương mại quốc tế. Kể từ đó, người lao động, chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc và người Việt Nam ở nước ngoài muốn về nước thì phải đi bằng các chuyến bay giải cứu hay còn được gọi là chuyến bay hồi hương. Khi đại dịch Covid-19 lây lan nhanh chóng trên thế giới, Việt Nam đã tổ chức nhiều chuyến bay để giải cứu công dân mắc kẹt ở nước ngoài. Ngày 7 tháng 12 năm 2021, trong buổi tọa đàm mở cửa du lịch phục hồi kinh tế, có thông tin cho rằng một gói combo về nước có thể lên đến 240 triệu đồng. Trên nhiều diễn đàn, nhiều người Việt ở nước ngoài chia sẻ kinh nghiệm về nước bằng cách lách sang Campuchia. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao cung cấp, đầu tháng 12 năm 2021, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, các cơ quan chức năng Việt Nam trong và ngoài nước đã tổ chức hơn 800 chuyến bay, đưa gần 200.000 công dân Việt Nam từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước an toàn. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến phàn nàn giá vé các chuyến bay nhân đạo đưa công dân về nước khá cao so với bình thường. Trả lời việc này, các hãng bay khẳng định không đặt nặng vấn đề lợi nhuận, giá vé cao là do phát sinh nhiều chi phí khác. Thế nhưng đến ngày 27 tháng 1 năm 2022, Bộ Ngoại giao đã đưa ra quyết định đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ Cục lãnh sự, gồm Cục trưởng Nguyễn Thị Hương Lan, Phó Cục trưởng Đỗ Hoàng Tùng, Chánh văn phòng Cục Lê Tuấn Anh và Phó trưởng Phòng bảo hộ công dân Lưu Tuấn Dũng để phục vụ công tác điều tra. Cùng ngày, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam 4 cá nhân nêu trên về tội nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân. Ngày 14 tháng 4 năm 2022, Bộ Công an đã đưa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Phạm Trung Kiên, chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế nhận hơn 42 tỷ đồng của các đại diện doanh nghiệp, và ông Vũ Anh Tuấn, nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để điều tra về hành vi nhận hối lộ hơn 27 tỷ đồng. Tổng cộng có đến 50 bị cáo liên quan tới vụ việc. Sau 3 tuần xét xử phiên tòa chuyến bay giải cứu, theo bản án sơ thẩm ngày 28 tháng 7 năm 2023, thì 4 bị cáo chủ chốt bị tù chung thân. 3 trong số 4 bị cáo bị án chung thân là những quan chức ăn hối lộ nhiều nhất để cấp phép cho chuyến bay giải cứu, bao gồm Phạm Trung Kiên 42 tỷ, Nguyễn Thị Hương Lan 25 tỷ và Vũ Anh Tuấn 24 tỷ. Riêng bị cáo Hoàng Văn Hưng cũng bị kết án chung thân nhưng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do liên quan đến chạy án. Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng, quan chức cấp cao nhất bị tuyên án 16 năm tù. Các bị cáo còn lại trong nhóm nhận hối lộ, Đỗ Hoàng Tùng lãnh 12 năm tù, Nguyễn Quang Linh và Trần Văn Dự đều bị tuyên 7 năm tù. Trần Văn Tân và Nguyễn Thanh Hải cũng chịu mức án 6 năm tù và Chử Xuân Dũng bị kết án 3 năm tù. Về tội môi giới hối lộ, ông Nguyễn Anh Tuấn bị tuyên phạt 5 năm tù.
về tội đưa hối lộ, mức án cao nhất dành cho bà Nguyễn Thị Thanh Hằng 11 năm tù và ông Lê Hồng Sơn 10 năm tù, cả hai cùng hối lộ 100 tỷ. Bà Hoàng Diệu Mơ hối lộ 34,6 tỷ và ông Nguyễn Tiến Mạnh 27,8 tỷ cùng lãnh 7 năm tù. Đại án Trương Mỹ Lan. Trong năm 2023, bên cạnh đại án Việt Á và đại án chuyến bay giải cứu, có lẽ vụ bê bối kinh tế tham nhũng Vạn Thịnh Phát liên quan tới bà Trương Mỹ Lan là vụ án được đông đảo dư luận quan tâm nhất. Nguyên do là bởi chưa bao giờ có một vụ án với những con số khổng lồ như vậy trong lịch sử ngành tài chính Việt Nam. 1.066.000 tỷ đồng là số tiền mà bà Trương Mỹ Lan đã âm thầm rút ra từ ngân hàng SCB. Số tiền này tương đương với 11% GDP của toàn Việt Nam năm 2022, tức là bằng 1 phần 10 giá trị hàng hóa của toàn bộ Việt Nam sản xuất trong năm 2022. Trong đó, 304.096 tỷ đồng là số tiền mà bà Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt riêng. Vụ án của bà Trương Mỹ Lan đã được đưa ra dư luận vào tháng 10 năm 2022, khi bà Lan cùng đồng phạm là các lãnh đạo cấp cao của SCB, Tân Việt bị Bộ Công an tuyên bố bắt giữ. Kế hoạch tinh vi của hội nhóm bà Lan được dựa trên hai trụ cột chính. Đầu tiên là làm giả giấy tờ để rút tiền từ ngân hàng SCB và che đậy số tiền bẩn nhờ hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát cùng với hối lộ các quan chức cấp cao. Chủ trương của bà Lan là lợi dụng hoạt động huy động vốn của ngân hàng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của tập đoàn và mục đích cá nhân. Với việc nắm quyền chi phối, bà Lan có thể dễ dàng đưa các cá nhân thân tín mà bà tin tưởng vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng SCB. Nhờ đó mà bà có thể sử dụng ngân hàng này như một công cụ tài chính để huy động tiền gửi của người dân và các tổ chức, huy động vốn từ các nguồn khác nằm ngoài quy định của luật các tổ chức tín dụng để phục vụ cho mục đích cá nhân. Nhóm bà Lan cũng thành lập hàng nghìn pháp nhân, thuê hàng nghìn cá nhân để làm đại diện pháp luật, đứng tên ký hồ sơ vay vốn, tài sản đảm bảo để hợp thức hóa việc rút tiền. Để có thể thực hiện chót lọt hàng loạt vụ bê bối và thất thoát kinh tế như vậy, không thể không kể tới sự tiếp tay của 85 bị can khác là những lãnh đạo cấp cao của các bên thanh tra, ngân hàng và định giá. Trong đó, tiêu biểu có thể kể đến Cục trưởng Cục Thanh tra Đỗ Thị Nhàn đã nhận 5,2 triệu đô, cao nhất vụ án, và Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Hưng đã nhận tổng cộng 390.000 đô, cùng một số thành viên đoàn thanh tra khác cũng nhận từ 1.000 cho đến 21.000 đô tiền hối lộ. Trong báo cáo về kết quả thanh tra lại SCB của Ngân hàng Nhà nước trình bày với Chính phủ, bà Nhàn đã chỉ đạo chỉ nêu chung chung, không ghi số liệu, không nêu thực trạng tài chính yếu kém của SCB, mục đích là để làm mờ cho các sai phạm của SCB. Thậm chí khi thành viên đoàn thanh tra đề xuất đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt, thì ông Hưng đã gạt nội dung này khỏi báo cáo và đề xuất Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện cho SCB tái cơ cấu. Thực tế, trước khi chính thức bị bắt, tập đoàn này đã dính nhiều sai phạm kể từ 4 đến 5 năm nay nhưng chưa từng bị sờ gáy. Cho đến mới đây, khi có đủ bằng chứng thì Bộ Công an đã chính thức truy tố bà Lan với 3 tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hàng loạt hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Sau hơn 1 tháng xét xử, chiều ngày 11 tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù về tội đưa hối lộ với tổng hình phạt chung là tử hình. 4 đối tượng khác bị tuyên phạt chung thân bao gồm Bùi Anh Dũng, Đinh Văn Thanh, Võ Tấn Hoàng Văn và Đỗ Thị Nhàn. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù treo cho đến 20 năm tù. Và vừa rồi là một số chiến dịch chống tham nhũng tiêu biểu trong suốt nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có thể thấy được, chúng đều là những đại án gây thiệt hại nặng, khiến thất thoát hàng trăm nghìn tỷ đồng. Để những vụ việc như này được đem ra ánh sáng là cả một nỗ lực to lớn của rất nhiều người và tất nhiên không thể không kể đến tầm nhìn và quyết tâm của người đứng đầu đất nước, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một lần nữa, xin được chia buồn và thành kính phân ưu với gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây hẳn là một mất mát to lớn với Đảng và Chính phủ ta. Tuy ông đã đi xa, nhưng chắc chắn ý chí và sự kiên định của cố Tổng Bí thư trong công cuộc phòng chống tham nhũng sẽ vẫn còn mãi và là kim chỉ nam cho những chiến dịch đốt lò tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!